Rồi, xin chào hết tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh giới thiệu Workman của One Second Click Buy. Tôi là Hoàng, tôi là người chơi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Xin chào hết tất cả các bạn yêu mến dòng Workman đến từ Việt Nam và đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Các bạn ở nước ngoài xin vui lòng chọn cái phụ đề để theo dõi video những cái thông tin mà tôi chia sẻ. Chào hết tất cả các bạn, và hôm nay mình quay trở lại giới thiệu một chiếc Sony Walkman đến từ hãng Sony, đó là chiếc Sony Walkman EX631. Thì chiếc Sony này, Walkman này nó có những cái thông tin gì, mời các bạn theo dõi video. Kính thưa các bạn, thì cái chiếc Sony Walkman EX631 màu bạc, và trước đây tôi đã sở hữu một chiếc, và sau khi tôi đã trải nghiệm xong, tôi đăng tải video, thì cái chiếc màu bạc lúc trước là tôi đã ship đi Hà Nội, có một anh ở Hà Nội ảnh thích chiếc Walkman này và tôi đã ship đi. Nói thật với các bạn là từ lúc đó cách đến bây giờ là cách đây là phải là hơn 2 tháng rồi tôi mới tìm được một chiếc Sony EX631. Bởi vì sao cái chiếc này nó khó tìm? Thật ra là nó có rất là nhiều các bạn, tuy nhiên giá của nó rất là cao. Nó cao bởi vì lý do vì sao? Đặc biệt của cái dòng Sony Walkman EX631, và sau này Sony nó phát triển thêm nhiều model có EX651 vân vân trở về sau. Nó có một cái đặc điểm đặc biệt trên cái dòng này các bạn. Ngoài cái âm thanh nó rất là hay, vì nó phát hành từ năm 2002. 2002 đến 2010 thì cái tất cả những cái chế độ âm thanh Sony nó phát triển, nó tích hợp vào trong những cái Walkman như thế này, cho nên tiếng âm thanh nó rất là hay, là sáng các bạn ha. Đó là những cái ưu điểm thứ nhất. Cái ưu điểm thứ hai là các bạn biết sao không, thì cái model này nó đặc biệt là hắn có cái nút Switch Console các bạn. Đây là một cái nút rất là đặc biệt, là nó có khả năng điều tốc được cái tốc độ cái ban quay. Tất nhiên là Sony nó điều tốc được cái tốc độ của motor các bạn, thì cho nên là cái tốc độ ban quay có khả năng tăng hoặc giảm, để làm gì, để mỗi người cảm nhận âm thanh sẽ nghe được những cái ban và những cái loại nhạc nó hợp với cái tai mình hơn. Đó là đặc biệt trên chiếc Sony rồi, chiếc Sony này. Và cái chiếc Sony này tôi đã giới thiệu trên cái kênh của mình rồi, cho nên là hôm nay tôi xin phép là không giới thiệu lại cái chiếc Sony Walkman này. Có một điều đặc biệt nữa, cái chiếc Sony Walkman này nó có một cái đặc biệt gì mà rất là nhiều người thích, và rất là nhiều người mà muốn sở hữu cái chiếc Sony Walkman này. Đặc biệt ở chỗ là chiếc Sony Walkman này nó có một cái đơn vị nó sản xuất cái cover các bạn, cái nắp của cái chiếc Sony Walkman này, nắp trước, nắp sau và kể cả cái nắp pin nữa các bạn. Đó là người ta sản xuất bằng PK nhựa trong các bạn. Thì khi chúng ta lắp cái chiếc Sony Walkman EX631 này vào cái cover đó thì chúng ta thấy hoàn toàn cái nội thất bên trong của chiếc máy, và chúng ta thấy dây cura của chiếc máy chạy luôn. Đó là cái sở thích của những người chơi Walkman. Lý do vì vậy cho nên cái chiếc này rất là được ưa chuộng các bạn. Mua nó khó lắm, hay có là người khác mua liền. Lúc trước thì tôi mua một chiếc về, tôi đang video lên, tôi trải nghiệm. Tôi dự định mua một cái cover về để lắp vào chơi cho nó đẹp. Tuy nhiên tôi vừa đăng tải lên thì có một anh ở Hà Nội, tôi ship cái chiếc Walkman EX631 đó cho anh. Không biết anh còn trong cái kênh của mình không, nếu còn thì cái chiếc Sony này anh có khả năng mua cả hai cái nắp cover về, sau đó là anh lắp hai cái nắp cover thì nó nhìn chơi nó rất là đẹp, đẹp lắm. Thì cái chiếc Sony Walkman này đó là cái thông tin thêm về lý do vì sao mà cái chiếc này nó được ưa chuộng các bạn ha. Và cái chiếc Sony Walkman này mình không cái giới thiệu thêm về cái cấu tạo, kích thước hình học và các thông tin khác của mình không có giới thiệu thêm. Sau mình chỉ sơ bộ là cái chiếc này nó có chiều dài là 77,1
À, xin lỗi, chiều dài là 108, các bạn bề ngang là 77,1 và máy dài 20,4 mm. Đó là kích thước hình học của máy. Và máy máy sử dụng hai loại pin. Cái hộp pin nó gắn ngoài một cái pin NMH các bạn. Và đặc biệt là những cái dòng này nó có một cái đế sạc các bạn. Là khi chúng ta để cái chiếc máy vào cái đế sạc thì nó sẽ kết nối với cái đế sạc. Thì bộ Sony nó phát hành chiếc máy này là bộ nó bao gồm một cái thân chính, một cái đế sạc, một cái hộp pin, một cái dây sạc, một cái điều khiển từ xa và một cái tai nghe. Và đặc biệt các bạn, cái model này nếu các bạn không có điều khiển từ xa, các bạn không điều chỉnh được âm thanh nữa bạn ạ. Cái model này cần phải có điều chỉnh điều khiển từ xa để chúng ta điều chỉnh các cái chức năng âm thanh của máy ha. Thì chiếc máy này tôi làm video để giới thiệu đến các bạn. Thì sau 2 tháng tôi mới tìm được một chiếc Sony EX631, và cái model này Sony nó phát hành là ba màu: màu bạc, màu xanh đậm và màu xanh nhạt, có ba màu các bạn ha. Đây thì tôi sẽ phát hai chiều để cho các bạn nghe cái chức năng phát của chiếc máy này. Sau đó thì tôi sẽ gửi chiếc máy này đi thay cái cover các bạn, thay cái cover, tức là thay hai cái nắp. Thì tôi sẽ quay trở lại tôi làm cái video tôi giới thiệu cái chiếc máy Sony Walkman EX631 khi mà chúng ta đã thay cái cover là hai cái nắp trong ha. Rồi mà các bạn, tôi sẽ phát thử hai chiều cho các bạn nghe. Đường hành quân nắng cháy ra người, tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời. Nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em, kêu chị một tên. Những ngày anh đi hỏi xin em chớ đi lại, vương tình yêu lắm bấy nhân gian, để đêm coi thuốc tay vàng vì nhau thấy gần. Ngủ trên cò mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người. Ngủ trên cò mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người. Ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ cho đời thêm nhớ thương. Hạt mưa ướt vai người ta ương, mưa rơi phố xưa vắng tiêu điều, xóm nghèo quanh yêu mà đêm tết thiếu. Đêm nay đem lời ca thành thơ, đời ca hát cho người mùa vui. Nhưng khi cánh nhung khép im lang thang nơi ai nỗi niềm, người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến, nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn. Đời ta là bến ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chăng tiếng ca cùng đàn ngày xưa. Đêm nay bên thềm một bóng ai dừng chân bước ra phiêu linh, mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời quanh yêu. Làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi.
chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm sợ những giọt mưa cuối cùng. Đèn lẻ loi bóng dáng in lên tường loang, anh gối tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói trọn trong tôi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trang thư còn đầy, sao xuyên giấc ngủ chưa đến đi. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, canh dài nghe buồn mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm giận những giọt mưa cuối cùng. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm giận những giọt mưa cuối cùng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và chiếc bục mai này mình sẽ gửi đi cho thợ người ta thay lại cái cặp cover các bạn, tức là cái nắp mặt trước, mặt sau và cái nắp pin là màu trong suốt luôn. Mình sẽ quay lại làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái chiếc máy này thay cái cover nó sẽ như thế nào các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn ở nước ngoài xin vui lòng chọn cái phụ đề để theo dõi video này. Cảm ơn, trân trọng kính chào.